Sách Thi Thiên chương 11. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng. Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va. Sao các người dám khuyên tôi? Hãy trốn nhanh đi, như chim bay về núi. Phi kìa, kẻ ác dương cung, tra mũi tên vào dây, để từ trong bóng tối bắn vào người có lòng ngay thẳng. Nếu các nền tảng bị phá đổ, người công chính sẽ làm sao? Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời. Mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò xét con cái loài người. Đức Giê-hô-va dò xét người công chính lẫn kẻ gian ác, và lòng Ngài ghét kẻ ưa thích bạo lực. Ngài sẽ trút mưa tai họa trên kẻ ác, lửa hừng, diêm sinh và gió nóng sẽ là chén dành riêng cho chúng. Vì Đức Giê-hô-va là công chính, Ngài yêu công lý, người chính trực sẽ thấy mặt Ngài. Sách Ma-thi-ơ chương 11. Khi đã truyền dạy cho 12 sứ đồ xong, Đức Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. Câu hỏi của Giăng Báp-tít. Giăng ở trong tù, nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Đức Chúa Giê-xu đáp: Hãy về thuật lại cho dân những gì các ngươi nghe và thấy. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới nói về dân cho toàn dân rằng: Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Thật ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. Nếu các ngươi muốn chấp nhận, thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến. Ai có tai hãy lắng nghe. Ta sẽ phải ví thế hệ này với ai? Thế hệ này giống như bọn trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi bạn bè rồi nói: Chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa. Chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không than khóc. Vì dân đến không ăn không uống, thì người ta nói dân bị quỷ ám. Còn người đến ăn và uống thì họ lại nói: Kìa, một người ham ăn mê uống, làm bạn với người thu thuế và kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó. Quở trách dân các thành vô tín. Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Khốn cho ngươi thành Cô-ra-xin, khốn cho ngươi thành Bết-sai-đa. Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Ti-rơ và Si-đôn, thì họ đã mặc áo sô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Ti-rơ và Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên, ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. Tin lành tỏ ra cho trẻ thơ. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng: Thưa Cha, Chúa của trời và đất, con ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Cha đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha không ai biết con, ngoài con
và người nào con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Hãy gánh lấy ách ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Sách Gioan chương 1. Sự thử thách và ăn năn. Lời của Đức Giê-hô-va phán với Gioan, con trai của Phê-thu-ên. Than khóc về sự điêu tàn của xứ sở. Hỡi các trưởng lão, hãy nghe điều này. Hỡi tất cả dân cư trên đất, hãy lắng tai. Có bao giờ xảy ra điều này trong thời các ngươi hay trong thời tổ phụ các ngươi chưa? Hãy kể lại chuyện này cho con cái các ngươi, rồi con cái các ngươi kể lại cho con cái chúng, và con cái chúng sẽ kể lại cho thế hệ tiếp theo. Cái gì sâu keo để lại thì cào cào ăn, cái gì cào cào còn để lại thì sâu lột vỏ ăn, cái gì sâu lột vỏ còn để lại thì châu chấu ăn. Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và khóc lóc. Hỡi những kẻ nghiện rượu, hãy khóc than, vì rượu ngọt đã bị cất khỏi miệng các ngươi. Vì một dân hùng mạnh và đông vô số tiến đánh đất ta, răng chúng như răng sư tử, chúng có răng hàm của sư tử cái. Chúng phá hủy cây nho ta và lột vỏ cây vả ta. Chúng lột sạch vỏ và ném đi, để trơ các cành cây trắng hiếu. Hãy than khóc như một trinh nữ mặc áo xô, than khóc chồng sắp cưới lúc thanh xuân. Tế lễ chay và tế lễ quán bị dứt khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ phụng sự Đức Giê-hô-va đang than khóc. Đồng ruộng bị phá hoang, đất đai thảm sầu vì ngũ cốc bị hủy hoại. Rượu mới đã cạn khô mà dầu thì cũng không còn. Hỡi nhà nông, hãy hổ thẹn. Hỡi người trồng nho, hãy than khóc về lúa mì và lúa mạch, vì mùa màng ngoài đồng đã mất. Cây nho khô héo, cây vả úa tàn, ngay cả cây lựu, cây chà là, cây táo và mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo. Niềm vui của loài người cũng héo úa. Khuyên về sự ăn năn. Hỡi các thầy tế lễ, hãy mặc áo xô và than khóc. Hỡi những người phục vụ nơi bàn thờ, hãy khóc than. Những người phục vụ Đức Chúa Trời tôi, hãy đến mặc áo xô mà thức suốt đêm. Vì tế lễ chay và lễ quán không còn được dâng lên trong đền thờ Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy định ngày kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng trọng thể, hãy tập hợp các trưởng lão và tất cả dân cư trong xứ tại đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ôi ngày ấy, vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần, nó đến như một cơn hủy diệt đến từ đấng toàn năng. Chẳng phải lương thực đã bị cất đi ngay trước mắt chúng ta, và niềm vui mừng hân hoan đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta sao? Hạt giống đã teo đi dưới những cục đất, nhà kho tan hoang, vựa lẫm đổ nát, vì ngũ cốc đã cạn kiệt. Kìa, súc vật rên rỉ thảm thương, bầy bò thơ thẩn bối rối, vì chúng không còn đồng cỏ nữa, cả bầy chiên cũng khốn khổ. Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài, vì lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc, ngọn lửa đã đốt sạch mọi cây cối ngoài đồng. Những thu đồng khao khát hướng về Ngài, vì các suối nước đã cạn khô, lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc. Sách Gioan chương 2. Dấu hiệu báo trước ngày Đức Giê-hô-va đến gần. Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy thổi vang trên núi thánh ta. Tất cả dân cư trong xứ hãy run rẩy, vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần. Ngày ấy đã gần kề. Đó là một ngày tối tăm u ám, một ngày mây đen dày đặc, vì một dân đông đảo và hùng mạnh kéo đến, tỏa ra khắp núi đồi như ánh bình minh. Việc như thế xưa nay chưa hề có, và muôn đời về sau cũng sẽ không bao giờ có nữa. Trước mặt chúng có lửa thiêu nuốt, sau lưng chúng có ngọn lửa cháy bừng. Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen. Sau khi chúng qua, chỉ còn là hoang mạc điêu tàn, không có gì thoát khỏi chúng hết. Nạn cào cào hoành hành, hình dạng chúng như đàn ngựa, chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh. Chúng nhảy trên các đỉnh núi, nghe như tiếng chiến xa, như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ,
như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận. Các dân kinh hãi trước mặt chúng, mọi gương mặt đều tái đi. Chúng chạy xông tới như những dũng sĩ và trèo lên tường thành như các chiến binh. Ai nấy tiến thẳng theo đường mình, không hề sai hàng ngũ. Chúng chẳng xô đẩy nhau, ai tiến theo đường nấy. Chúng xông qua những khí giới mà không hề bỏ ngủ. Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường thành, trèo vào nhà qua các cửa sổ như kẻ trộm. Trước mặt chúng, đất rúng động, các tầng trời rung chuyển, mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao thu ánh sáng lại. Đức Giê-hô-va làm cho tiếng Ngài vang ra trước đội quân Ngài, vì trại quân Ngài rất đông và những người làm theo lời Ngài rất mạnh. Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ, ai có thể chịu nổi? Kêu gọi ăn năn. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn, hãy xé lòng các con và đừng xé áo, hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương, đổi ý không giáng tai họa. Biết đâu Ngài sẽ quay lại, đổi ý và để lại phước lành sau Ngài, cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con. Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định ngày kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng trọng thể, hãy nhóm họp dân chúng, biệt riêng hội chúng ra thánh, hãy mời các trưởng lão đến, hãy nhóm họp các thiếu nhi, kể cả trẻ thơ đang bú. Chú rể hãy ra khỏi phòng mình, và cô dâu hãy ra khỏi chốn loan phòng. Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va, hãy khóc lóc, kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ rằng: lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót dân Ngài, đừng để cơ nghiệp Ngài bị các dân sỉ nhục và đàm tiếu. Sao để người ta nói giữa các dân rằng: Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Sự tha thứ và lời hứa. Lời hứa về sự phục hồi. Đức Giê-hô-va đã nổi ghen vì đất này, và Ngài tỏ lòng thương xót dân Ngài. Đức Giê-hô-va đã trả lời và phán với dân Ngài rằng: này, ta sẽ ban cho các con ngũ cốc, rượu mới và dầu. Các con sẽ được no nê các thứ đó. Ta sẽ không để các con bị sỉ nhục giữa các dân nữa. Ta sẽ khiến quân thù phương Bắc lìa xa các con, đuổi chúng vào đất khô khan và hoang vắng. Xu quân tiên phong chúng vào biển Đông, quân hậu tập chúng vào biển Tây. Mùi hôi của chúng xông lên, mùi tanh của chúng dậy lên. Vì chắc chắn Chúa đã làm những việc lớn lao. Hỡi đất, đừng sợ, hãy vui mừng hoan hỷ, vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ, vì các đồng cỏ nơi hoang mạc sẽ lại xanh tươi. Cây cối sẽ ra trái, cây vả và cây nho đều cho quả dồi dào. Hỡi con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỷ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi, đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa xuống cho các ngươi như trước. Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, các thùng sẽ đầy tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các con về những năm mùa màng bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo quân lớn mà ta đã sai đến giữa các con. Các con sẽ ăn và được no nê, và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ. Dân ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. Các con sẽ biết rằng ta ở giữa Israel, và biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chẳng có ai khác. Dân ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. Ngày của Đức Giê-hô-va. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri, những người già sẽ được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Trong những ngày ấy, ta cũng đổ thần ta trên các tôi trai tớ gái. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm lạ trên trời và dưới đất, là máu, lửa và các trụ khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng đỏ như máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va đến. Bấy giờ, ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu, vì theo lời Đức Giê-hô-va, trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được cứu thoát, và trong số những người sống sót sẽ có người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.